Studio hân hạnh giới thiệu. Mãi về sau nước mắt có cạn khi xa đời thương cho đàn con chịu người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy do cơn mưa chiều chợt đổ xuống, cho nên cảnh vật của khu nghĩa địa cũng mau tối hơn. Mây đen giăng đầy trời, những tấm màn nước làm tầm nhìn của mắt cũng ngắn lại hơn. Như vậy, có nghĩa là tôi đã đứng đây cũng nhiều giờ rồi. Tôi vẫn còn đứng bên ngôi mộ của chính tôi. Bao nhiêu hồi hộp cho ngày hôm nay của tôi đã tan tành như những giọt mưa từ thiên đường lao xuống mặt đất rồi vỡ tan. Hôm nay là ngày giỗ 3 năm của tôi. Tôi nhớ 3 năm trước, xác của tôi còn tươi và được đặt tại nhà quan. Có nhiều người đến nhìn tôi, họ rảy nước phép vào mặt tôi và dĩ nhiên họ giữ một khoảng cách giữa tôi và họ. Trong số họ có nhiều người không dám lại gần xác tôi. Tôi biết chắc họ sợ. Mỗi khi nghe thấy nhà ai đó có người chết, họ xì xào bảo với nhau: nhà ấy có đám ma, có đám ma. Vâng, có đám ma. Và rồi nhiều người sợ cái xác chết. Tại sao người ta không sợ cái xác con trâu, con bò, mà lại sợ cái xác chết của tôi chết? Tại nơi nhà quan, người ta đã trang điểm cho tôi, nhưng xác của tôi vẫn xanh xao, cứng đờ. Xác con vật, cho dù có to lớn đến mấy, cũng không làm họ sợ bằng xác chết của một con người nhỏ bé. Họ sợ ở trong phòng một mình, bên một cái xác người chết. Phải chăng nơi con người ngoài cái thây chết ra đang nằm im bất động thì còn cả một linh hồn? Và khi hồn ra khỏi xác thì cái xác có một cái gì đó khiến những người còn sống có một chút gì đó kiêng nể khi đối diện một cái xác chết. Ngày này của 3 năm xưa, họ đã khiêng tôi ra đây và vùi tôi xuống đây. Có người khóc vì thương tôi, có người hát cầu nguyện cho tôi, nhưng cũng có người chỉ hát cho có hát, chứ tâm trí họ chẳng hề có ý cầu nguyện cho tôi. Tôi thấy trong tang lễ của tôi chỉ có một số ít là họ tham dự thánh lễ an táng với tâm tình cầu nguyện cho tôi, còn đa phần là họ đi dự lễ như là chỉ đi cho có mặt và cố gắng làm đẹp lòng người sống, chứ không hề có ý niệm gì là cầu nguyện cho tôi. Khi khiêng tôi ra đến nghĩa địa và chuẩn bị hạ huyệt, nhiều người cười nói rất vô tư, rồi họ chạy lại xem hạ huyệt tôi như xem một cái gì đó mà lâu lâu mới có một dịp để xem. Khi đã vùi tôi vào lòng đất rồi, họ xếp vội mấy vòng hoa thương tiếc quanh mộ tôi, rồi lũ lượt kéo nhau ra về hết. Những người thân yêu của tôi mới hồi nãy ngoài nghĩa địa kêu khóc thảm thiết, vậy mà giờ đây đang cụng ly nói cười nhậu nhẹt như chưa từng có sự ra đi của tôi. 5 ngày sau, hoa trên mộ của tôi héo rụng hết. Người ta hốt đi đổ vào thùng rác và xây cho tôi một ngôi mộ. Thỉnh thoảng, có ai đó đã nhớ đến tôi bằng cách đặt trên mộ tôi một bó hoa. Những bó hoa của người ta đặt trên mộ tôi thưa dần. Rồi,
hết hẳn. Những câu kinh với những cây nhang trước mộ tôi đã vắng đi từ lâu lắm rồi. Vậy mà hôm nay là ngày giỗ 3 năm của tôi. Tôi hồi hộp để được chứng kiến những gì đang xảy ra và sẽ xảy ra trong ngày giỗ của tôi. Và tôi đã có mặt từ rất sớm bên ngôi mộ của mình. Tôi đứng chờ từ lúc nắng sáng còn vàng ươm trên những ngọn cỏ quanh mộ tôi hay những khóm hoa nơi mộ người khác. Tôi cứ đứng im nhìn từng hàng chữ họ khắc tên trên bia mộ của tôi. Còn đấy, tên tôi, ngày sinh, ngày tử. Tôi đứng giữa nghĩa trang bên ngôi mộ của mình, trông ngóng cho đến khi cơn mưa chiều đổ xuống ào ạt, hoàng hôn xuống nhanh. Vài căn nhà gần khu nghĩa trang đã lên đèn. Tôi thở dài và thất vọng, vì tôi biết giờ này sẽ chẳng còn ai vào nghĩa địa nữa đâu. Tôi lang thang về lại căn nhà xưa, căn nhà của tôi mà chính tôi đã vất vả tích góp lúc sinh thời để có nó. Căn nhà 2 gian đã bán cho người khác 1 gian. Họ lấy số tiền ấy mà chia nhau tiêu xài. Họ không xin cho tôi được lấy một lễ cầu cho tôi. Những người mà được gọi là thân nhân, có không ít người đã quên hôm nay là ngày giỗ của tôi. Chủ tiền bán nhà của tôi, họ cũng góp phần chia chác. Chiếc giường của tôi nằm lúc sinh thời không còn nữa. Tấm di ảnh của tôi, bụi đã bám thành lớp dày bên bát hương nguội lạnh, và cánh hoa nhựa lẫn trái cây nhựa cũng đầy bụi. Ôi, thánh đường hôm nay vui quá. Người ta đi lễ, tôi cũng dự lễ. Tôi gặp lại nhiều người quen biết. Họ vẫn vội vã, vẫn đạo mạo. Lúc còn sống, tôi đã từng rất kính trọng họ. Nhưng nay, khi tôi đã chết, tôi được nhìn thấy rõ cái trá hình của họ, được bao bọc bên ngoài cái đạo mạo ấy. Có những điều mà chỉ có người chết như tôi mới thấy và mới biết, còn người trần thì không thể thấy. Những người quen tôi bắt gặp trong ngôi giáo đường hôm nay, họ đi dự lễ một cách hời hợt, như một lề luật phải giữ, chứ không có chút gì là tâm tình. Họ dự lễ mà chẳng có câu kinh hay lời nguyện nào dành cho tôi, dù tôi vẫn đã đang cầu nguyện không ngớt cho họ. Giờ tan lễ, tôi lẽo đẽo theo họ, nói với họ, hỏi thăm họ cả một chặng đường dài. Nhưng họ không nghe được gì từ tôi nói. Họ không thấy tôi. Họ chỉ lo nghĩ đến những cái mà một con người khi còn sống có thể những nào ăn, nào chơi, nào hưởng thụ, nào tích góp tiền bạc, vân vân. Lẽo đẽo theo họ rồi, tôi chán nản bỏ cuộc, vì họ không hề cảm nhận sự hiện diện của tôi. Tôi ghé về nhà, những người quen lúc tôi còn sống. Tôi gặp lại những bài thơ, những cánh thư tôi đã viết cho họ từ mấy năm qua. Nay những bài thơ mà tôi trân quý vắt óc ra để viết kia đã bị quăng vào một kho đồ cũ
chờ ngày đem vào làm rác. Những người tôi không thích họ, và tôi đã quên họ. Trong khi tôi không thích họ, chứ họ đâu có không thích tôi. Thỉnh thoảng họ vẫn nhắc đến tôi. Đó là những gì của tôi còn sót lại nơi dương thế. Còn những kế hoạch và toan tính của tôi thì sao? Dĩ nhiên là điều ấy cũng chết theo ngày tôi chết. Vì những bất đồng ý kiến của tôi và họ, những thứ mà tôi cho là tác phẩm của mình cũng chỉ là trò chơi trong vòng tự sinh tự diệt. Vậy mà lúc còn sống, tôi đã khổ công vì chúng. Tôi nâng niu chúng bao nhiêu thì người ta lại lãng quên chúng bấy nhiêu. Những danh tiếng tôi cố công tạo dựng, lấy uy tín cho hậu nhân, chỉ còn là dĩ vãng, vì họ có cần đến nó đâu. Tôi tìm đến những người bạn thân mà lúc sống tôi đã rất yêu mến họ, thì nay họ đã quên tôi. Quên luôn hôm nay là ngày tảo mộ của tôi. Họ bận rộn với những thứ họ cho là quan trọng, giống như tôi lúc còn sống. Tôi tự nói với họ rằng, đừng phí công mà xây dựng cái phủ vân ấy. Nhưng họ không nghe tôi nói, và cũng không thấy tôi. Họ để mặc tôi đứng đấy, và họ đi thay quần áo đẹp để đi họp đêm và hưởng thụ cái mà với tôi thật là vô ích. Kể từ sau ngày tại thế, tôi đã được biết nhiều mà người trần không thể biết. Giả như có biết thì cũng chỉ biết lờ mờ phần nào thôi. Có những thứ mà lúc còn sống, người trần cho là khôn ngoan, cho là quan trọng, nhưng khi đã chết như tôi thì mới biết những điều ấy là vô nghĩa và hết sức dại dột. Nơi có ngôi mộ của tôi vẫn nằm cô quạnh ở đó. Tôi chợt thấy hối tiếc cho những ngày qua mà tôi đã sống cho những điều mà khi chết mới nhận ra đó là những vớ vẩn và vô ích. Cũng như những ngày dài khi tin vào những lời hứa vu vơ của người trần, tôi sợ mất lòng người nọ rồi không thích người kia. Giờ đây khi đã chết rồi thì tất cả đều là phù phiếm hết. Những ham hố, lố lăng cùng đam mê đều vô ích hết. Tôi thấy trong góc khuất của một tâm hồn người trần luôn có những cô đơn mà khó có thể lấy gì lắp cho đầy. Rồi tôi tự hỏi, nếu được sống lại một kiếp người thêm một lần nữa, tôi sẽ phải sống như thế nào cho nên? Hỡi các bạn là những người trần ơi, hiện các bạn đang sống cho lý tưởng nào vậy? Mãi về sau nước mắt cô cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Chịu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện không tên của tác giả Thế Giới Phẳng, qua giọng đọc và tiếng hát minh họa của Sao Mai, nhạc nền và phụ trách âm thanh Ben Nguyễn.